Ta nói tiền nào của nấy đúng mà. Mình mua cái micro này. Dơ quá vậy. Mua cái micro này nè, 25 đồng. Made in China. Thấy nó nhỏ gọn. Rồi thấy người ta quảng cáo hay quá, mình tính tại vì cái này nó nhỏ mình gắn vô vậy. Nó rất là gọn không? Thấy khoái quá mua. Hôm qua đi là thâu phim về nghe cái âm thanh nó quá trời tệ luôn. Nó không có được cản gió mà nó cũng không có được hay nữa. Cuối cùng phải phải trở lại cái cũ này. Cái cục bùi nhùi này. Bùi nhùi này thì là thâu tốt. Tại vì nó chống gió và âm thanh cũng tốt, tại nó chiếu thẳng vô đây. Chỉ có một cái khi mình cầm đi thấy nó mắc cười quá, tự nhiên cái máy chụp hình có cái cục bùi nhùi trên đầu. Anyway, tiền nào của nấy. Ô, nói thật ra thì xài với cái computer thì thấy nó tốt nè. Gắn vô iPhone thì tốt. Mà gắn vô cái máy camera thì nó không tốt, không biết làm sao nè. Trời hôm nay quá đẹp luôn các bạn. Vài ngày nữa nó sẽ ấm lại thêm nữa nhưng mà hôm nay quá mát mẻ luôn. Chuẩn bị đi rước thằng con, mà thấy lười biếng tập thể dục quá. Không biết nó nên đi bộ một chút không? Ok, thôi mình tạm chào đây nha. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tính không đi bộ nhưng mà phải cố gắng thôi, cũng được còn 30 phút nữa nên thôi mình đi đi một vòng. Rồi đi rước con ấy. Các bạn thấy iPhone mới chưa? iPhone 11 Pro. Nó ra như ba cái loại phone, một cái thì cái rẻ nhất là 600 hả? Cái mắc nhất là tới 1.500. Nốt, mình không có không có sẽ không mua, không có upgrade. Theo đuổi hoài chi mất công. Gắn cái micro bùi nhùi này vô nghe cho nó đỡ. Nó cầm đi nó hay kỳ cục, nó thấy có cái ok còn sắp hai sắp hai sắp hai sắp. Thấy nó làm mình có cái iPhone 8 Plus xài cũng quá tốt rồi, không đổi. Thấy mới là cái camera hả, có ba cái camera luôn, thì thâu hình wide angle được, nghĩa là rộng ra đó, rồi rồi 4K, mà 4K là thâu được mà trước mà sau luôn, và cái gì nữa, cái nói là cái kiến của cái phone mới này tốt lắm. Rồi cái gì nữa, wifi nhanh hơn, nói gì nữa ta, có vậy thôi, đâu có gì đâu, thôi không mua. Trừ khi nào mình rớt cái phone bể nát hết thì mua, chứ thôi giờ là để dành tiền mua dụng cụ. Có cái micro bằng wifi mà không có dẫn dây á, cái đó tốt á, mình muốn mua nhưng mà thấy cũng tới 200 đồng lận. Thấy người xài thấy cũng tốt lắm. Mình cũng định hồi lúc mình mua cái iPhone 6 là mình chưa muốn không muốn upgrade đấy chứ. Nhưng mà con gái nó lại thích cái phone đó, mình phải upgrade mình cho nó. Nó lại không thích cái phone mới, đỡ tốn tiền, không giống như mấy đứa khác. Mấy đứa khác mà đòi phone mới này nọ là nó không thích, nó thích cái phone cũ. Ê, bữa nay mát mẻ đáng lẽ phải cố gắng đi bộ lâu chứ ha, tại cái cục lười biếng quá thôi ráng đi chút xíu.
không có mang giày đi nữa chứ mang đôi dép à. Mang đôi dép đi. Hồi nãy vô chợ mua 5 tờ vé số cho tối nay. Đọc tin tức thấy có một người ở bên Canada, người Việt, nuôi cái con số hình như tới 20 mấy năm rồi, mấy 20 mấy năm. Cái cuối cùng chúng độc đắc, chúng được mấy chục triệu quên mất rồi. Để lục lại coi. Anh ta mua nuôi cái số giống như cái kiểu mà birthday của vợ con vậy đó. Mà nuôi hoài luôn, không có mua số khác, cứ bao nhiêu đó mua hoài ngoài 20 năm trời. Hay mình hồi lúc lâu rồi mình cũng có cái màn đó, mình chọn năm số mà mình chọn birthday của con mình với mình này nọ rồi cái đổi qua đổi tới đổi lui lung tung hết, chơi được thời gian làm biến công. Mỗi lần vô phải đút cái giấy nó vô rồi, hay là viết xuống thì thôi, cái cứ bây giờ cứ vô là cái quick pick là nó tự chọn đó, nó chọn được cái hên là hên. Hên là trúng đúng không? Ôi, mát quá trời mát luôn. Oh my god. Bây giờ rảnh ngồi đọc lại cái tin của cái anh chàng Việt Nam này trúng số nè. Thì anh chơi tới 30 năm, 3 decades là 30 năm nuôi một con số đó. Rồi chúng là 60 triệu Canadian. Đã là nhiều đó, 60 triệu là quá nhiều rồi. Mình không có kiên nhẫn nên phải chỉ kiên nhẫn mình trúng rồi ha. Cái iPhone của mình còn tốt quá trời nữa không? Rớt cũng cả chục lần đấy. Mua cái mới. Làm bọn rớt cái xong đi mua cái mới rồi. Thôi, mình ráng giữ nó xài 1-2 năm nữa. Xài nào hư thôi. Nói thật ra thì mấy năm sau cái nó chậm rì à, ngộ lắm. Tuổi mấy cái iPhone cũ của mình á. Tự nhiên lâu lâu lấy ra ngồi surf internet rồi đó. Trời, nó chậm rì luôn. Ngộ thiệt. Anyway. Mình thấy tiền phone cũng mắc quá à. Mình với con gái, mình trả tiền cho con gái hay cho con xài mà hết. Mỗi tháng trả 160 triệu đồng. Gọi là unlimited, nghĩa là xài coi nghĩa là maximum, nghĩa là coi unlimited là gì? Vô tận ha. Nghĩa là xài bao nhiêu cũng được hết á. Rồi xài bên Canada, Mexico, những cái vùng thuộc địa của Mỹ là free tax, free tùm lum hết. Mà có điều cái tháng nào cũng phải trả tiền điều chi hết á. Mình thấy mình cũng đâu gọi ai, nhưng mình cũng cần cái là khi nào mình đi ra ngoài rồi, tại thói quen đó mà đi đâu ngồi đó mà không có cái phone đọc tin tức hay là dọc coi cái này nó nọ được, nó thấy nó thiếu phải bỏ ra tới 16. Anyway, kệ, khi nào hết chịu nổi thì bỏ. 16 hồi đó nhớ mua chiếc xe mới trả tháng có 120 mỗi tháng. Xe Honda Civic của mình ở đó mua down xuống 5,000. Nha, đặt tiền cọc 5,000, chiếc xe Honda như có 18-19,000 vậy đó, quên mất rồi. Bây giờ cái phone thôi mỗi tháng phải trả bằng cái mỗi xe. Chào các bạn. 6 giờ chiều rồi, mình định kiếm cái gì ăn mà nó tự nhiên trong bụng nó xót ruột, nó thèm ăn cái món súp quá trời luôn. Nhất là bữa nay thấy lạnh lạnh. Bây giờ mình chạy ra kiếm tô mì, tô hủ tiếu gì ta.
Thèm quá trời thèm, chịu hết nổi rồi. Phải để đi mua. Mà như mình thấy có cái tiệm mì này, mình lâu rồi mình cũng không có ăn. Đi vô mua tô mì về ăn. À, thèm quá, chịu hết nổi, chịu thua. Khi ăn tinh bột rồi nó cái bụng cái cơ thể mình nó thiếu rồi nó. Thế là mình thèm quá, chịu hết nổi, kệ ăn đại đi. Trời ánh sáng nắng còn sẽ khoảng chừng 2 tháng nữa thì sẽ đổi giờ, đến cuối tháng 10 đổi giờ thì giờ này là sẽ tối hù luôn, 6 giờ là tối hù. Nhưng bây giờ thì vẫn còn ánh sáng mặt trời quá trời cao. Yeah. Lâu rồi mình cũng không có ghé cái quán này để ăn mì. Ở Việt Nam mà đi ngang mấy cái tiệm mì của người Hoa đó, nhất là có cái cũng như là cái chiếc xe đẩy hay gì mà để mà trước nhà đó, rồi cái mùi bốc thơm, bây giờ tự nhiên mình nghĩ tới mình chịu hết nổi luôn á. Ở đây mỗi lần muốn đi ăn phải chạy xa như vậy, chạy bây giờ chạy đó cũng 10 phút 15 phút mới tới. Kêu order to go là mình lấy mua đem về đó, xong rồi còn phải chờ 5-10 phút chạy về nhà rồi mới đổ ra ngồi ăn mới thưởng thức được. Việt Nam xẹt ra ăn cái xuống ở Sài Gòn, nhất là Sài Gòn xẹt ra đi ra vài phút là cũng có mì ha, quán tiếu rồi. khổ, ăn với uống cũng cực vậy. Rồi ai ký đi, nãy tính đi mua phở nhưng mà nghĩ lại phở ăn hay có nhiều gia vị quá đó, nó sợ nó sót ruột. Nhà mình ăn phở tối hay bị lắm, không biết sao các bạn có bị vậy không ha. Trong cái súp phở nó có nhiều spice đó, nhiều cái chất á, làm cho mình sót ruột dù mình ăn no. Nên thôi ăn kiếm tô mì. Mì hay hủ tiếu mình cũng không biết đấy, mình có thể mình mua mì hủ tiếu mì luôn cho nó gọn. Giờ này đi thì hơi kẹt xe, hơi không có đến nổi đâu. Với lại mấy cái đèn xanh đèn đỏ này mà nhiều khi mình chạy cái nhiều lúc á, tới mỗi một góc đèn là nó bật đèn đỏ lên. Thật ra thì nãy giờ quá thèm chứ mới đi, với còn bây giờ mà đi ra đây đường chạy ngồi trong xe thấy biến quá à. Buổi chiều này là mình chỉ muốn nghỉ ngơi à, già rồi. Mà lục trong tủ lạnh chứ gì, không có cái gì để mình làm nấu cái miếng canh hay là gì. Nếu như có mình cũng nấu nồi canh, làm súp được rồi. Không có gì hết, tại không có đi chợ. Thôi, ráng đi. Thằng dữ ha. Quán mì này gọi là Tùng Ký. Hồi đó mình nó ở dưới downtown đó, bây giờ nó có 1-2-3 cái quán ở đây. Đây hủ tiếu mì lớn 10 đồng mắc chị. Nhớ hồi đó mua xuống để ăn, hồi lúc mình đi học á, lâu rồi cũng thật ra thì cũng lâu rồi, ăn tô có 4 đồng mà. Mình với thằng bạn học hay đi ăn lắm. Đi học ở dưới San Jose State đó, cái ghé nhà ăn quán ăn hôm nào là sang á, chứ còn thường thường là ăn bánh mì không à. Hôm nào sang thì ăn được mì hủ tiếu. Quán làm lẹ vậy, sợ mới vô chừng có 2 phút rồi có rồi, không biết sao nó nhanh dữ vậy. Đi lái xe nãy 12 phút mới tới, rồi lấy 20 phút về nhà 40 phút. Cực kỳ.
Ok, thôi mình đi về xịt cho nó đã, cái đi về nhà chắc nhanh hơn, tại vì không có ngược đường của người ta đi làm về đó. Cái này mình chạy về thì thấy nó lưu loát hơn. Chạy vô đường này, đường đi đường tắc đây. Nhắm về hướng núi là chạy về nhà. Đi 20 phút về thêm 15 phút. Coi như tổng cộng khoảng 40 phút đi lên mô tô mì. Hay về tới nhà rồi. Này sa tế, ớt sa tế. Thường mình thích cái ớt ớt giấm á. Sao lúc này không thấy đây, một hộp ơi, ăn ăn liền chứ hơi hơi là nó súp nó còn nóng quá, không biết khỏi cần hâm lạnh đổ ra. Chà, nhiều quá, chắc mình ăn nửa tô thôi, cái bụng chứ không nổi đâu, cái lòng thèm nhưng mà chắc ăn không nổi. Lấy cái tô khác xác ra, chiết ra được hai tô lận. Cái này để mai ăn sáng chắc ngon quá. Nó thịt gà mỏng quá vậy, giống như mì gõ quá vậy. Bò viên, tôm, thịt chở sạch à, ít quá thôi kệ. Ok, mình thử thử cái nước sốt trước coi. Dở quá vậy, lặng nháp nè, không có mùi vị gì hết. Ồ, lâu quá không ăn lại cái chỗ này sao nó dở quá vậy ta, không có đậm đà không có gì hết trơn nữa. Bỏ ớt vô. Ui chà, hơi dở. Thôi kệ, ăn. Quá dở luôn á. Thật nhất à, hồi đó mình ăn đâu có dở dữ vậy ta. Là cho thêm tương vào đi. Nước súp gì lạc nhất. Trời ơi, ăn cơn thèm mà tự nhiên nó biến mất luôn. Quá dở. Không biết chắc đầu bếp khác hay sao mà. Quá dở. Thôi, kệ ăn. Chào. Mình kén ăn quá trời vậy. Rất là dở, rất là dở các bạn. Lần nhất nè. Mình nhớ quán này đó mình ăn, trời cũng lâu lắm rồi, cái lúc đó hai đứa nó còn nhỏ, mình đi ít nhất 8-9 năm rồi. Ok, ít nhất rồi, thèm quá, ăn cho nó đỡ thèm. Bye bye.